Rồi là đầu tiên Trung Nguyên xin được gửi lời chào đến cô chú anh chị em mình ha. Thì Nguyên mới vừa ngồi đây tạm giờ buổi trưa mình ngồi tầm khoảng 11 giờ thì nhận được một số cái câu hỏi của số cô chú anh chị em mình, đặc biệt là những anh em đam mê chơi mai ở bên cái lĩnh vực mai và cũng như là kết bạn với Nguyên nè, thì cũng muốn có hỏi. Thì hôm nay rảnh rỗi ngồi đây cũng như tâm sự chia sẻ những cái anh chị em đam mê mai, đặc biệt là trên mọi miền Tổ quốc, đặc biệt là những cái người mà luôn đồng hành ủng hộ cho Nguyên ha. Thì đầu tiên á, Nguyên sẽ tiến hành Nguyên vô cái câu hỏi chính của cô chú anh chị em mình, đó là về vấn đề vàng lá gân xanh như thế này đây nè mọi người. Đây thì mình trả lời cho cái những câu hỏi của cô chú anh chị em, những đặc biệt là những anh em nào mà chưa có coi á, hoặc là chưa có biết khi mà chăm chơi cái đam mê thì ít cây, nhưng mà những cái biểu hiện của cây nó như thế nào á, để chúng ta biết, để chúng ta có cái quá trình chúng ta chăm sóc cũng như bổ sung đúng lúc kịp thời thì cây nó sẽ đẹp hơn ha mọi người. Thì đầu tiên đây là một cái cây mai mà Nguyên mới vừa lựa chọn, tại vì ở ngoài đó thì nói chung là nó rất là nắng, cho nên mình không có thể đi ra ngoài đứng quay được mọi người, rất là nóng luôn. Thì hổm gà mưa thì bữa nay mới nắng nóng lên, mình rất là mừng nha mọi người. Thì mưa nhiều quá cũng không có tốt, tại vì có mưa có nắng thì nó mới tốt, chứ mưa dầm cả chừng cả tuần lại không thấy nó trời, đặc biệt dưới cái thành phần mà khi mà những cái mai phôi chúng ta mới trồng nó lạnh ghê, nó cũng rất là phiền. Thì nắng như lên chỗ này thì nó sẽ mang cái ấm áp lại cho cây, thì cây mai nó phát triển mạnh hơn, dù có mưa có nắng thì nó sẽ tốt hơn ha. Rồi thì không đợi các bạn chờ lâu nữa, thì đây là cái lá mai đây nè mọi người thấy không, khi mà để như thế này đây nè, thì chắc chắn là mọi người sẽ thấy đúng không, đây nè, thì mọi người biết rồi phải không nè. Đó, cái lá mai nó thiếu cái thứ nhất là về cái gân lá mọi người nè, cái gân lá nó thiếu cái màu xanh nè mọi người, cái gân lá nó thiếu cái thịt lá là nó thiếu cái màu xanh nè. Khi mà Nguyên để đây thì mọi người thấy cái vàng và thấy cái viền lá nó màu xanh, thì hôm nay mình sẽ nói tổng quan và cũng như là cái biểu hiện cũng như là cái bệnh cho cái cây mai này luôn. Thì nó có một số trường hợp sau đây mà chúng ta cần lưu ý nè. Thì tự nhiên cái cây mai chúng ta nó bị một hai lá, khi mà nó xanh dày quá mà nó bị một hai lá, thì thường là những cái lá đó nó nằm ở trong cái kẹt, không có thiếu ánh sáng, thiếu ánh nắng mặt trời, thì cái lá này nó bị, thì nó mình nghĩ cái mai nó bình thường, hoặc là các bạn có thể bổ sung. Thì bổ sung cái thành phần đó làm như thế nào thì hồi Nguyên sẽ nói trong cái Nguyên sẽ nói trong những phút kế tiếp. Còn cái vấn đề mà khi mà cái lá nó bị vấn đề như thế này đây, nó có hai cái nguyên nhân chính. Thứ nhất là về cái vấn đề thiếu quy lượng, và đặc biệt ở đây là cái magie nó đảm nhiệm cái vai trò đó là tạo nên cái diệp độc tố nè, dẫn truyền từ phân đến từ gốc cho đến cái lá luôn đó. Thì nó thiếu cái magie, thì vấn đề đây là cây mai chúng ta nó bình thường nè, rễ nó đang phát triển mạnh nè, không có bị suy rễ, nó không có bị thối rễ, thì biểu hiện lá như thế này đây thì chứng tỏ đó là cây mai nó đang bị thiếu magie ha. Còn cái trường hợp ngoại lệ thứ hai nữa là mình nên lưu ý, tự nhiên các bạn thay chắc chồng nó bị tình trạng này thì là do cái ảnh hưởng cái rễ, và thứ hai tự nhiên chồng mà cái mai nó bị như thế này đây, hoặc là nó có bị ngập nước nè, nó có thể bị hư rễ, bị thối rễ, bị cái gì đó, bị nấm rễ hay gì đó làm cho cái bộ rễ nó bị suy yếu, không có hút chất dinh dưỡng lên được, nó làm cho quá trình cây nó không có đưa từ phân từ và dinh dưỡng từ cái bộ rễ lên cái lá, cho nên nó bị sập như thế này đây đó. Thì cái trường hợp đó thì chúng ta phải, thứ nhất là nếu mà nó bị dư nước á, thì chúng ta phải cắt nước nè, chúng ta phải điều chỉnh làm sao mà không hạn chế nước vô nữa nè đó. Thì khi mà để cho nó khô lại, hoặc là chúng ta dùng những cái cây que tăm tre chúng ta xôm lỗ để cho nước nó thoát ra được tốt nè đó, để mà hạn chế quá trình nước vô cái chậu lâu quá. Thường những cái mai yếu nó mới hút nước chậm mọi người, còn cái mai mà nó mạnh, lá nhiều, lá xanh dày, nó hút nước dữ lắm, còn cho dù các bạn tưới đẫm cỡ nào đẫm luôn nó cũng sẽ khô thôi. Thì thường thường là đối với những cái chậu bonsai nó rất là dễ mau khô, tưới là có thể là mệt xỉu luôn á, đối với những người vừa nắng lên là nó khô liền rồi mọi người. Còn khi mà cây nó yếu rồi nó không hút nước được nhiều thì nó sẽ bị tình trạng như thế này đây, nó bị úng nè, rồi nó bị thì chúng ta phải có biện pháp can thiệp. Thứ nhất là đem nó vô mát, thứ hai là không có cho nước vô nữa,
để khi nào mà nó chắc chồng nó khô nó gáo lại thì người ta mới tưới kích rễ dưỡng rễ vô thì nó mới sống nó mới 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 được. Còn thứ hai là khi mà nó lèn quá thì phải để cho nó khô lại mọi người rồi mới tưới kích rễ rồi sao, chứ đang nước quá nhiều cứ kích rễ nó cũng không ăn thua, tại vì rễ nó đang bị yếu rồi. Thứ nhất là do cái vấn đề rễ, cái hệ thống rễ, thứ nhất là cái rễ mà thì bằng rễ cám á, thì nó có những cái lông hút cho nó thì nó sẽ bị cái vấn đề đó là nó bị thiếu cái nó bị hư cái rễ đó thì nó bị nó không có hút nước lên được và cái dinh dưỡng được, nó làm cho cái bộ lá xanh. Thì đó là hai cái nguyên nhân mà Nguyên vừa dẫn đến Nguyên vừa chia sẻ để cho cô chú anh chị em mình nắm. Rồi thì cái câu hỏi hồi nãy thì cũng có một số anh em hỏi đó, thì Nguyên nhận định đó là cái tình trạng thứ hai, tại vì có những cái lá mai nó đang cũng đang ra đọt nhưng mà nó còn có những cái lá mà nó đang bị như thế này đây, thì chúng ta sẽ cái trường hợp thứ hai đó là cái bị thiếu cái vi lượng ủa trung lượng, mọi người trung lượng magie nằm trong cái nhóm trung lượng, tức là cái lượng dừa nó sau cái thằng đa lượng thì là BK, còn trung lượng thì đạm ra, còn trung lượng thì canxi lưu huỳnh và cái magie. Thì ở trên tay Nguyên đây nè, cũng như chia sẻ cho chú anh chị em mình đây nè, Amylan, cái hàng của Gamo Mỹ đó mọi người, rất là tuyệt vời, các bạn có thể phun trên lá và bổ sung. Thì ngoài magie thì nó phối cái thằng acetamin này thì cái nó giữ cái vai trò đó là nó tham gia vào cái quá trình, nó là một cái phân tử lớn tham gia vào cái quá trình mà nó tham gia vào cái quá trình cấu tạo nên tế bào mà có nhiều có vấn đề trong đây, mình không có nói sâu xa nhưng mà nó sẽ tham gia vào tế bào, nó làm cho cây khỏe, chống sốc chống gì đó thì phát triển khỏe nè, nó tăng sức đề kháng đó. Thì cái này là phân bón lá thì các bạn có thể tìm mua, thì Nguyên xài cái này, còn hoặc là mấy anh em có cái gói hoặc gì đó nó bổ sung thì trên thị trường nó rất là nhiều. Ngoài cái hiện tượng mà nó làm cho cái quá trình mà tái mà tái cái mà diệp dục tố đó, nó cấu tạo cái diệp dục tố mà nhê thành đạm đạm đang cái vai trò đó là hình thành diệp dục tố. Thì khi mà các bạn tưới vô, tưới gốc và phun trên lá thì tầm khoảng chừng 3 lần thì cây nó sẽ biểu hiện nó hết lại. Đối với cái sọc lá như thế này là không có hết rồi mọi người. Chúng ta nên phun phòng ngừa, phòng chờ phòng phòng mà trước khi mà cái lá đang xanh thì chúng ta phun, thì phun trên lá 1C cho 1 lít nước và tưới gốc 1C cho 1 lít nước. Thì khi mà bổ sung mang giai đoạn, ví dụ như những ngày các bạn không tưới phân thì các bạn có thể tưới hàng ngày đó để bổ sung, thì cái lá của bạn rất là xanh đẹp. Và thứ nhất, thứ hai là nó làm cho cái dày lá xanh lá rồi nó vận chuyển, thì magie nó sẽ tham gia vào quá trình là vận chuyển phân từ cái gốc đưa lên cái bộ lá. Mà mọi người, mình sẽ quay cho mọi người xem, thấy không, đây nè đó. Thì cái này là axit amin rồi nó phối cái thằng hữu cơ vô luôn, và đặc biệt đây là cái thành phần hữu cơ cấu tạo nên là cái tế bào, bao gồm có carbon rồi nè mọi người, oxy rồi rất là nhiều. Thì carbon là cái thành phần vai trò của sự sống, bởi vì người ta thường thường ta gọi nó là hữu cơ, hữu là có, cơ là cơ thể, có ích cho cơ thể. Thì thành phần hữu cơ thường thường là nó có cấu tạo từ cái mạch carbon, cho nên là nó sẽ tham gia vào quá trình hình thành nên cái sự sống cho cây, đặc biệt là cái tế bào đó. Thì mình không có nói sâu xa nhưng mà ở đây thì nếu mà các bạn có tình trạng như thế này đây, loại bỏ cái trường hợp thứ hai Nguyên nói đó là về vấn đề suy rễ, thì mình sẽ có cái biện pháp mình cứu khác. Vấn đề suy rễ thì các bạn phải đem vô nao vô mát đồ để mà phục hồi cây lại, còn đối với nắng thì nên, nếu mà tự nhiên cây nó bị như thế này đây thì các bạn nên tưới cái thằng magie. Thì đó là những cái cách mà chúng ta hình thành nên chúng ta nhận biết cây. Thì khi mà chơi cây ít thì khi nó gặp này nọ thì các bạn mua cái chai này có mấy chục ngàn, tưới gốc hoặc là phun trên lá với tưới gốc nó sẽ hay hơn. Thì tưới vào cái buổi sáng nè, sáng sớm hoặc là chiều mát, thì thường thường Nguyên ưu nên là tưới vào buổi buổi sáng mình ngồi cho cái nắng mặt trời nó rị lên nó mau hơn và phân nó vô lá được mau hơn đó. Thì khi cây đó thì nó phục hồi lại, khi mà nó ra cái đọt đỏ thì nó sẽ rất là đỏ đẹp lại. Rồi cái vấn đề mà chúng ta chăm thì nên là bổ sung những cái thằng này định kỳ 1 tháng một lần ha, tại trung lượng hoặc là 2 lần, thì tầm khoảng 15 ngày chúng ta phun là đó, thì định kỳ tưới vô. Thì cái này là cái miễn cái hàng này, ngàn cái hàng xịn không mọi người. Nguyên chia sẻ mọi người là những cái dòng mà nó tuyệt vời này ha, Nguyên quay cho mọi người xem đó. Amino Vilen Magie thì nó có chia sẻ nhiều lắm mọi người, rồi cái nó canxi rồi lưu huỳnh rồi amino rồi những cái tổng hợp 6 cái nguyên tố vi lượng bao gồm sắt mà mangan ở sắt mangan mà rồi cái mà đồng rồi kẽm rồi bo vậy đó. Nó có một cái chai giống gì mà nó chỉ là cái dòng đó thôi.
thì nó người ta làm cái nhiều loại lắm để cho mình bổ sung, và mình khi mà thiếu nào thì mình cung cấp mang tính bổ sung vô cho người đó, hoặc là phối với phân vẫn được mọi người, rồi chúng ta phun trên lá hoặc là túi gấp nữa. Thì cái này là Nguyên chia sẻ cho những anh em nào mà chưa có biết để mà có thể làm xài ha. Thì cái này là dòng chia sẻ thôi. Rồi nhìn lại cái lá nè, nó bị như thế này nè, sọc xa sọc sọc sọc, thì để mà chúng ta có cách nhìn nhìn nhận nó đúng, nó thiếu cái gì thì chúng ta đã biết, để khi mà cây nó bị này bị nọ thì chúng ta sẽ biết cách phục hồi. Rồi lần nữa xin kính chào cô chú chị em mình ha, hy vọng video này sẽ bổ ích cho cô chú chị em mình. Rồi xin kính chào ha, nhận được những cái video hay hơn nữa để phục vụ cho cô chú anh em mình ha.